À, xin chào quý vị. À, thì hôm nay mình đến với video này à, mục đích chính là muốn hướng dẫn quý vị set up một cấu hình livestream ha, một cấu hình livestream trên Studio One bằng Astic. Đây là phần mềm mà phiên bản được tặng miễn phí à, khi mua sao cạc tại công ty nhạc Việt à, thì đa số những anh chị em bây giờ có nhu cầu ca hát à, sau một ngày làm việc mệt mỏi thì chúng ta sẽ ca hát ở đăng Facebook hay YouTube. Thì hôm nay mình à, sẽ làm video này để hướng dẫn quý vị set up À, một cấu hình đơn giản nhất nhanh chóng nhất và dễ hiểu nhất và quan trọng là hiệu quả đúng với mục đích của chúng ta nhất à, vâng thì à, chúng ta sẽ gồm à, những phần gì à, và à, các bước tiến hành như thế nào ok thì bây giờ chúng ta sẽ vào à, phần setup nhé trước màn hình quý vị đây thì chúng thì chúng ta có gì ạ? đây là phần mềm à, studio one à, bản astic à, version 5 từ hãng prisoners thì uh, theo đánh giá đây là phần mềm uh, rất là chuyên nghiệp về việc uh, edit uh, và làm vocal Thì uh, chúng ta sẽ làm những gì và những bước gì ở trên phần mềm này Thì như quý vị thấy ở đây Bước đầu tiên chúng ta làm là gì ạ uh, Khi mà chúng ta mở phần mềm lên thì Nó không có cái track này đâu nha quý vị uh, Nó không có track số 1 này đâu Nhưng mà chúng ta phải add vào uh, Bằng cách Thứ nhất chúng ta sẽ bấm chuột phải vào Ở trong này và chúng ta attract, à, attract, à đây là đặt tên, ha à, mình đặt là Vox, à, số track là một, à tại vì sao đặt một track? tại vì mình mượn cái phần mềm này để làm tiếng mic của mình nên mình chỉ cần một track à, cho tiếng micro của mình thôi, ha à, và tín hiệu mono input lab đây, input lap từ sau card Pro 22 của hãng Mackie, ok thì khi quý vị bấm ok thì nó sẽ hiện ra cái track này à và quý vị phải bấm vào cái nút đỏ này, ha, à, nó không có hiện đỏ đâu nhưng mà quý vị phải bấm vào thì bắt đầu nó mới nhận, ok chưa? vâng và tiếp theo chúng ta sẽ bắt đầu thêm effect và set effect cho uh, cấu hình này chúng ta, à, vâng à, vậy set effect là gì à, và set cấu hình là gì để đích gì? thì đây à, mục đích chính gom lại cũng là để làm tiếng tiếng ca chúng ta hay hơn, à. thì bây giờ mình sẽ mở giao diện mixer của phần mềm bằng phím F 3 trên máy tính, ha. À. Thì như quý vị thấy đây ở phần effect chúng ta có hai phần là insert và send. Và insert là gì và send là gì? Mục đích của nó là gì? Thì đây mình sẽ bắt đầu giải thích ha. À, insert là chúng ta sẽ tạo ra cái hình dáng của vocal của chúng ta. Thì cụ thể ở đây insert nó sẽ có những phần uh, effect như là compressor, EQ, limiter hay là gate à và một số plugin khác. Nhưng theo ý kiến của mình để đơn giản và hiệu quả nhất à, dễ hiểu nhất thì quý vị mới uh, bắt đầu uh, thì quý vị chỉ cần thêm EQ và compressor và EQ và compressor là gì thì đây chúng ta sẽ bắt đầu ha đây thì chúng quý vị vào đây một effect à, effect hoặc là quý vị bấm vào cái uh, thanh uh, tìm kiếm ở đây và quý vị bấm chữ EQ à thì thật ra đây EQ pro EQ đây thì chúng ta sẽ cầm chuột trái và kéo thả vào luôn ha đó hề hey, hề hey. thì quý vị thấy như cái phần mềm uh, như cái effect này khi mà dòng chúng ta vào thì nó sẽ hiển thị cái, cái cái cái, sóng cái sóng âm ở đây ha thì như quý vị thấy cái tiếng của mình nó đang trội ở cái phần từ khoảng gọi là khoảng thấp à, mình nói vậy cho dễ hiểu à tại vì sao lại khoảng thấp tại vì mình có thể chia đây cái khoảng này từ 50 mươi cho tới khoảng 500 trăm là mình gọi là bass đi ha từ 500 trăm đổ lên hai ca hạt thì mình gọi là mid rồi từ hai ca hạt đổ trở lên thì mình gọi là trap à, mình gọi vậy thôi cho dễ hiểu thì à, chỉnh cái như thế nào cho hay và à, cho hiệu quả đây chúng ta sẽ bắt đầu nha hey, hey. thì ở trên chỗ này à, quý vị thấy chỉ default ạ à, thì đây là những preset mà nhà sản xuất người ta đã thiết kế ra dành cho khách hàng của họ thì trong này có những preset rất là hay dành cho rúng này à, nhạc cụ này rồi à, vocal này chúng ta vào một Vocal để chúng ta tham khảo những preset nào hay và thích hợp với chúng ta nhất thì đây mình sẽ bắt đầu thử nhé à female rock là giọng nữ nhạc rock ha hey 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 ok khá hay hey 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 khá mỏng hey hey khá tối à, mình không thích cái preset này là cho lắm hey hey ok mình thấy preset này ok này ok giờ mình chọn thực ra những preset này đã hay sẵn rồi quý vị nhưng quý vị À, mình 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 nghĩ là nếu quý vị muốn nâng cao cái khả năng sử dụng của mình à, cái kiến thức của mình thì dùng reset sau đó mình sẽ tăng giảm à, theo cách của mình à, tùy tùy sở thích của mình à, để cái gì thứ nhất à, tập làm quen với sử dụng à, EQ à, và từ từ sẽ hiểu được cái khả năng mà nó, nó mang tới cho mình à, ok thì như cái giọng ở đây thì quý vị thấy sao ạ à, mình thử tắt nè hey 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 à, tôi ngầu luôn hey 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 à, sáng lên hẳn à thì tại vì sao nó lại sáng thì như quý vị thấy đây à, phần này người ta nâng phần chép của mình lên một chút để nghe nó sáng sáng à, hơn để người ta sẽ cắt cắt bát đây cắt bát như khoảng tầm 80 hạt đổ xuống thì người ta đã cắt cắt xuôi xuôi dốc xuống thì những thì những thố ở đây này gọi là nó nó sẽ tự bị bài trừ đi tất cả nó không được lọt vào tiếng mic của chúng ta nữa à tại vì EQ nó đã cắt đi rồi Ok thì mình thấy như cái preset này hay á Nhưng mà mình muốn nâng bass lên chút nữa ha à, Nâng bass lên chút nữa Rồi thử à, lau kết nó đi Lau kết nó chút nữa à Thì lao kết là gì Lao kết là chúng ta cắt những cái phần tần số thấp à, Bỏ đi tần số dư thừa thấp bỏ đi Rồi từ đây trở về là nó cắt sạch à, Thì như cái này mình thấy nó xuôi, nó, nó, nó xuôi quá Mình muốn nó gấp lại một chút nữa Hey, hey 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 đó ok hey hey mình muốn nó gấp lại như vậy Thử nâng lên chút hey 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 ok mình thử nghe khi không có và có nhé hey 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 đó đây là không có nè, hey. hey 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 đây là có nè, ok có thể nó sẽ dư thiếu khi chúng ta hát karaoke nhưng mà tạm thời là ổn à, lát nữa chúng ta sẽ bật karaoke hát xem nó dư thiếu như thế nào nhé và vâng. và bây giờ là compressor dành cho phần insert com. Ok, compressor thì à, riêng trong này thì mình thích cái anh com này nè à, mình thích anh com này này. Đây, anh compressor này. À, thì mình sẽ giải thích một chút về những thông số này nha. À pressure là gì? Pressure có nghĩa là quý vị cứ tưởng tượng như là nó là một ờ uh, một người bảo vệ à, một người bảo vệ ha thì những âm thanh quý vị mà vượt ngưỡng gọi là bể gan đó, thì anh bảo vệ này sẽ nếu quý vị lại à, không cho quý vị cái tiếng cái giọng quý vị vượt vượt qua cái ngưỡng thì thường thường à, tùy tùy giọng nếu mà giọng à, êm giọng nhẹ thì chúng ta reson ít thôi còn mà giọng mà khỏe khỏe à, mà hát lớn một chút thì chúng ta reson à, à, lên lên một chút À, thì như cái trường hợp này mình sẽ test tone nhẹ thôi tại vì sắp tới đây chuẩn bị đây mình sẽ hát một bài gọi là khá là êm nên mình không cần test son nhiều lắm tại vì mình không muốn âm thanh nó vượt qua ngưỡng này à, để không tạo ra bể thôi à, còn radio là gì radio là tỷ lệ nén thì quý vị cứ hiểu là tỷ lệ càng lớn thì cái độ nén nó càng lớn nén ở đây lớn là gì có nghĩa là giữa một uh, lúc quý vị hát cái vơ đầu thì nó âm thanh nó nhẹ nhẹ như vậy nhưng mà lúc sau quý vị ví dụ lên điệp khúc âm thanh nó lớn lớn như thế này Thì tỷ lệ này là ngay đây này, ngay khúc này này Tỷ lệ này nó sẽ nén lại cho hai cái nó gọi là nó 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 cân bằng lại với nhau à Có thể nhất thôi nha, chứ không phải là bằng nhau luôn đâu nha Gọi là có thể nhất à, Thì ratio này tùy vào mục đích à, quý vị sử dụng ít hay nhiều để âm thanh nó cân bằng lại với nhau Ok, vậy attack là gì? Attack là gì? Attack là gọi là thời gian à, mà compressor sẽ à, bắt đầu tác dụng vào cây vào cổ củ của chúng ta à, có nghĩa là gì ạ có nghĩa là à, ví dụ như trong trường hợp này 20 ml giây thì sau khi quý vị cất cái tiếng hát quý vị lên thì sau 20 ml giây compressor sẽ bắt đầu hoạt động à, có nghĩa là nó sẽ từ từ à, nó sẽ từ từ tạo cho cái tiếng chúng ta nó 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 com từ từ chứ nó không có com gấp liền à, từ từ như trong trường hợp này mình sẽ chỉnh 4 4.04 mili giây có nghĩa là sau khi mình hát lên thì sau 4.04 mili giây thì compressor sẽ bắt đầu tác động vào cái vocal của mình còn release release là gì release là à, thì sau cái âm cuối của chúng ta thì mất khoảng bao nhiêu thời gian thì compressor sẽ mất tác dụng ha Compressor sẽ mất tác dụng Thì như trường hợp này ví dụ như mình để 200 mili giây Thì sau khi mình hát hết một câu à, cái 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 âm cuối cùng của mình thì sau 200 ml giây compressor sẽ ngắt tác động đến cái dòng hát của mình và sau khi mình quay lại thì bắt đầu 0.04 ml giây compressor bắt đầu tác động lại và sau khi mình hát hết đoạn thì sau 200 ml giây compressor sẽ bắt đầu ngắt hoạt động à, nó là vậy thôi còn ví dụ như gain gain này là gì thì sau cái quá trình mà quý vị com á à, quý vị uh, kéo thái xuân này nè À, và chỉnh sửa radio nén này kia thì nó sẽ vô tình nó sẽ bị cắt một số à, cái tần số của chúng ta hoặc là cắt một số âm thì cái gan này nó sẽ giúp chúng ta lấy lại những cái tần số đó giúp chúng ta lấy lại tần số đó thì tùy thôi ví dụ như quý vị mà threshold nặng tay hoặc là radio nặng tay quá thì nó cái gan này uh, nhìn dĩnh chút ha còn mình thì mình thấy giọng mình uh, ví dụ như thầy yếu yếu nâng nâng lên chút để làm gì ạ để sau khi con quá trình compressor nó sẽ lấy lại à, những cái tần số chúng ta đó quý vị thấy không ạ này cái này không có nè hey 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 à thì những tần số của chúng ta bị mất thì nó sẽ lấy lại ha những tần số bị mất nó sẽ lấy lại chúng ta để giọng chúng ta nó không bị yếu đi ok vậy là mình đã giải thích giải thích xong compressor và EQ là gì ha à, vâng à, vậy là mình đã xong phần insert à, cơ bản là vậy À, rồi lát nữa mình hát coi quá trình nó thiếu dư gì thì mình chỉnh tiếp à, mình tương tác trực tiếp cho dễ hiểu và phần thứ hai mình sẽ làm ở đây là phần send à, send effect thì send này như mình nói mình sẽ thêm delay và reverb thôi mình không thêm những thứ khác à, thì ở cái bước này mình thực hiện thêm một số đoạn nữa công đoạn nữa nha thì quý vị chú ý đoạn này chút nha à, ok mình sẽ bắt đầu bấm chuột phải vào cái thanh channel một này mình add Bus à, mình add burst, à, mình add à, hai bus để làm gì? Thì đây, bus 1, mình sẽ thêm reverb. Reverb, đây, room reverb này. Đó, oh, ok. Và cái thứ hai mình sẽ thêm delay. Mình sẽ thêm vào đây, ở phương sen. À, và, và ở cái channel 1 này, mình sẽ cộng hai cái bus này vào. Mình sẽ cộng hai cái bus này vào. Quý vị thấy nó khác chưa? Okay. Okay. ok. ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu giải thích. Thì tại sao mình phải làm như vậy? Tại sao mình không thêm thẳng reverb và delay vào đây mà mình phải cộng cho nó hai cái bus để làm gì? Mục đích của mình là gì ạ? Cả quý vị cứ tưởng tượng cái vocal chính mình nằm ở trước ở giữa đây, còn reverb và delay nó sẽ nằm hai bên ở đằng sau và nó sẽ support cho cái vocal chính của mình. Thứ nhất, làm cho vocal vocal chính của chúng ta nó nổi lên trên cái nhạc không bị mất mờ đi thứ hai là effect cho dù quý vị nhiều ít như thế nào à, nhưng mà cái dòng chính của chúng ta nó cũng không bị mất ha còn mà quý vị mà thêm effect uh, reverb delay vào thẳng cái channel 1 là vào thẳng đây thì khi mà quý vị vặn gọi là vừa tay hoặc là hơi nặng tay một chút thì vô cổ chính chúng ta nó sẽ bị nhòe đi luôn à, và không 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 còn nghe rõ nữa thì như vậy khi chúng ta hát thì vô tình beat nó sẽ đè đi à, và không nghe rõ vô cổ chúng ta nữa thì bởi vậy mình mới làm uh, Aspert cho nó Ok, và quý vị có thể pan nó ra hai bên một chút. À, lap 12, à, lap 10 gì đó. And right 12, à, dài đi ha. Ok, mình sẽ bắt đầu chỉnh vợp. Bật vợp lên. Hey. Hey. 1, 2, hey. Cũng giống như lúc nãy xài kêu chúng ta sẽ dùng preset của verb thì preset mình thích ở đây là lost club à, một cái club rộng lớn ha. Hey. Hey. 1 2. Hey. À, như quý vị thấy đó, đây là reverb khi chúng ta expert nghe nó rất là đẹp. À, nó không bị nhòa đi giọng chính của chúng ta. À, có thể quý vị thấy nó ít hơi ít. Chúng ta lên một chút cái độ dài. Hey. Hey. Hey hey. Hey. Ha cái, cái độ dài này ở trong uh, ở trong một số reverb khác nó gọi là decay á quý vị. À, có có nơi gọi là decay, có nơi gọi là length độ dài. Ok thì nó cũng giống nhau cả, thực sự các effect nó cũng tương tự với nhau thôi. Ok. Hey hey. À mình thấy vậy là ổn rồi ha. À, tại vì có thể mình nói bây giờ quý vị nghe hơi dài nhưng mà lát nữa hát vào nghe nó sẽ không có dài lắm đâu. Ok, hey hey. Đơn giản vậy thôi. Tới lượt mình tắt Reverb, giờ mình tính, chỉnh Delay này Hey 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 Hey, hey, hey. Ok, hơi dài. Hơi, dài, hơi, dài, hơi dài à, Mình sẽ tắt cái này đi dài, Tắt cái này đi, dài, cái này đi. Dài, Để mình chỉnh mili giây, mình sẽ chỉnh khoảng 200 giây 200 mili giây Hey Hey, hey. À, Ok này Lên khoảng 30 mươi Bấm vô đây luôn hi Hey, hey. hey, hey. Okay. hey, hey. Okay, hey okay. ok Ok, mình sẽ tới phần Để hai, kết, hai lau kết, lau kết, lau kết. Lau kết. À, từ từ để mình tắt cái này đi. Được. Mình sẽ nói qua sơ về hai kết và lao kết. Lao kết là gì? Nó sẽ cắt những cái tần số từ uh, bao nhiêu hạt đó đổ xuống, nó sẽ bỏ đi. Và hai kết là gì? Nó sẽ cắt cái tần số từ uh, trên bao nhiêu đó và trên nó nó sẽ bỏ đi. quý vị hiểu không ạ? Lao kết từ đây bỏ về, hai kết từ đây bỏ lên. À, nó sẽ lấy hai hai cái ở giữa này còn dry quý vị có thể hiểu đơn giản là nó tăng cái độ lớn của 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 cái tần số khoảng này nó tăng lên nó tăng lớn lên nó nổi lên, à, như vậy thôi. thì lao kết, hai kết, ok mình thấy như vậy là ổn rồi. Hey, 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 hey. hey, hey, hey. có thể này cho lên khoảng 7 k. Ok, hey, hey, hey. hey, hey. À, vậy thì lay nó rõ quá, hey, hey, quá. năm rưỡi đi. Hey, hey, hey. hey, hey, hey. Okay. Okay, ok, còn white, à, cái cây white này. Wide này. Wide này thì nó giúp cái một cái 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 delay quý vị nó tán ra hai bên à, thử ha thử, thử, hey hey, hey. hey. Uh, nghe không ạ cái này quý vị hình nên đeo tai phone đeo vào mà nghe, nghe, nhá. nghe nhá thì nó sẽ rõ một 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 một, 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 một. À. rồi ok à, vậy thì mình đã xét xong một cái cấu hình để chúng ta hát karaoke quý vị cứ làm như mình ha cứ làm như mình là sẽ được có hình như thế này thì trong quá trình hát thì mình sẽ xem nó như thế nào thiếu như cái gì mình sẽ chỉnh bây giờ mình sẽ tô lại một lần nữa nhé chúng ta có gì ạ EQ và compressor ở phần insert và chúng ta sẽ có reverb và delay ở phần send nhưng mình sẽ gửi nó vào hai bus à, chúc quý vị cộng ở đây cộng bus một bus hai và vào ha để làm gì thì giống như mình cũng nói lúc nãy đó ok và bây giờ mình sẽ hát thử một đoạn nha của bài nàng thơ nha. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhà thơ. Thì ngày như gió, mình cứ ok thì à, nói chung là đây là cách mà mình thấy à, dễ nhất mà mình có thể à, truyền đạt tới tất cả các bạn à, các anh chị em chúng ta có thể xét một cách như thế này hát à, tại nhà à, sau một ngày làm việc mệt mỏi hay là lúc chúng ta muốn thư giãn có những thắc mắc gì à, thì quý vị hãy à, nhắn tin hoặc là gọi điện đến cho công ty nhập việc à, bên mình sẽ à, sẵn sàng hỗ trợ quý vị à, một cách là tận tình nhất vâng à, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi video mình là phú